Vâng, mùng 1 đầu tháng, mùng 1 tháng 8, em xin mến chào tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc, yêu ca hát khắp mọi miền Tổ quốc. Vâng, như các bác cũng đã biết là những chiếc trầm đóng vai trò cực kỳ là quan trọng trong dàn âm thanh của chúng ta. Hôm nay là mùng 1 tháng 8, em thanh lý chiếc trầm này nhé. Em thanh lý chiếc trầm này cho quý vị và các bác. Vâng, trước khi báo giá thì em xin giới thiệu qua một chút xíu. Chiếc trầm này nó chính là chiếc trầm Bo AM1200 đời mới nhất. Đấy, Bo AM1200 đời mới nhất nhé. Và chiếc này thì vì sao em lại thanh lý? Đấy, chiếc trầm này vì sao em lại thanh lý? Vì nó bị xước một chút đây nhá. Nó bị xước ở đây. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Nó bị xước một chút. Và còn rất là đẹp luôn, nó bị xước một chút xíu thôi. Với lại hôm nay mùng 1 nữa cho nên là em siêu giảm giá cho quý vị và các bác. Chiếc trầm này, đây các bác nhìn thấy không ạ? Được trang bị bát 30. Đường gân cao su bát 30. Bên ngoài này có cái vành bảo vệ bát màu đồng rất là đẹp, cực kỳ là đẹp và cực kỳ là chất luôn. Chân của nó rất là dày. Đấy, chân nó rất là dày luôn. Đây là mặt đằng sau nhé. Bo AM1200 và công suất của nó là 300W, mà Made in China, đây là hàng chính hãng nha các bạn nhé, hàng chính hãng được nhập từ Trung Quốc. Dòng này nó mới ra cho nên là không phải là cái shop nào cũng có bán và shop nào cũng có thể nhập được về. Đấy. Dòng này thì nó cũng khá là ít shop bán nhé, không phải là shop nào cũng có đâu. Giá mùng 1 tháng 8 em thanh lý cho quý vị và các bác giá là 2,5 triệu nhé, 2,5 triệu chưa có phí ship, 2,600,000 em bao ship nhé. 2,600,000 em hỗ trợ ship từ Bắc vào Nam. Đấy, 2,6 triệu nhé. 2,5 triệu là các bác tự gửi phí ship. Hình thức của chiếc trầm này thì còn rất là đẹp nhé. Nó mới chỉ gọi là bị xước sát một chút xíu ở phía trên này thôi. Lỗ thông hơi thì hai lỗ thông hơi ở phía dưới này. Những cái bác nào mà hay xem video của bên Cốc Cốc Audio chúng em thì các bác biết rồi, chiếc trầm này em cũng đã giới thiệu ở bên ngoài và bên trong. Những cái chiếc khác thì bên em cũng bán rồi, còn mỗi chiếc này trong quá trình vận chuyển nó bị xước thôi. Trên này em còn cái bản màu đen, còn cái còn bát 40 nữa, đây là bát 30 nhé. 2,600,000 bao ship và 2,5 triệu thì các bác tự gửi phí ship nhé. Bây giờ em sẽ cắm điện nó lên và em sẽ bật lên cho quý vị. Kính thưa quý vị và các bác, em vừa kết nối xong chiếc trầm này nhé. Em vừa kết nối xong dây vào đây. Em vừa kết nối xong, em vừa cắm vào xong. Em đã chỉnh sẵn xong rồi. Bây giờ em sẽ bật nhạc lên nhé. Bật nhạc lên và em đánh trầm xíu nữa là em sẽ tắt cái tiếng trầm đi cho quý vị và các bác cùng nghe thử nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ kẹt cái điện thoại lên. Thank you.
Vâng, tuy rằng các bác nhìn nó tuy rằng bát 30 thôi, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cái tiếng của nó cực kỳ là bạo lực luôn. Vâng, khi mà em tắt trầm và khi em mở trầm lên thì quý vị và các bác cũng đã được nghe là khi mà có trầm và không có trầm rồi. Đấy, tiếng của nó cực kỳ là phê luôn. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình các bác nhé. Và em xin báo giá lại 2,6 triệu là bên em bao ship nhé. 2,5 triệu thì các bác gửi phí ship hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, ở giá thanh lý ngày 1 tháng 8 các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video và những cái thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em.